Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tý Long. Hôm nay tiếp theo phần 2 này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tấn công cái quả dao bóng hút đục từ đối thủ. Cái phần khó nhất là các bạn gặp phải là các bạn tấn công cái quả dao bóng hút đục nặng, xoáy xuống nặng từ đối thủ. Khi đối thủ là dao bóng đục nặng, ngắn bàn. Khi sang bên trái, cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái cổ tay. Và các bạn nhớ cái nguyên lý là mở mặt vợt để tấn công. Khi sang trái chúng ta mở mặt vợt, đầu vợt là hơi xiên nhẹ một góc khoảng 45 độ. Là lúc này chúng ta chạm ở vùng dưới bên trái của quả bóng. Sau đó các bạn là choàng xoay cái cổ tay lên. Tương tự khi gặp bóng sang ngắn sang bên phải thì các bạn hơi đưa cán vợt và chúi nhẹ cái đầu vợt xuống và chúng ta cũng chạm ở vùng dưới bên trái của quả bóng, sau đó chúng ta xoay choàng cổ tay lên. Bước thứ hai là khi các bạn đã quen thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái cẳng tay để chúng ta tạo lực, để chúng ta tấn công đối thủ là gây khó khăn hơn cho đối thủ ha. Rồi. Và tiếp theo là bước thứ ba, sau khi các bạn đã làm quen với hai bước đầu thì chúng ta có thể là sử dụng thêm cái hông để chúng ta tạo thêm uy lực từ cái cú là tấn công. Và tiếp theo là khi đối thủ là họ đục dài nặng sang hai góc. Thì điều đầu tiên là các bạn là phải chuyển được cái trọng tâm ha, là trọng tâm các bạn là phải hạ thấp xuống ha. Và cái cách làm quen thì cơ bản á, là các bạn cũng giống như là trái bóng ngắn, là chúng ta cũng làm quen là gì? Khi chúng ta xoay người vào cái quả bóng là chúng ta tiếp xúc á, lúc này chúng ta bóp chặt cái bàn tay lại, sau đó chúng ta sẽ choàng ở phần dưới và bên hông trái của quả bóng ha. Rồi. Sau đó là khi các bạn đã làm quen và chúng ta là tự tin hơn thì chúng ta có thể là kết hợp xoay cái hông nhiều hơn và gặt cẳng tay là nhiều hơn ha. Bên trái gặt cẳng tay, bên phải gặp cẳng tay để chúng ta là tạo uy lực cho quả bóng. Và khi đối thủ là họ sử dụng cái cú dao bóng đục xoáy ngang hoặc là xoáy lên
thì lúc này là ngắn và dài, thì các bạn là nhớ cái điểm tiếp xúc. Khi gặp xoáy ngang xoáy lên thì chúng ta là có thể tiếp xúc ở vùng trên của quả bóng ha. Ngắn chúng ta là thậm chí các bạn là có thể là xoay hông, là các bạn là tạo lực ở trên bàn. Và khi gặp bên dài thì chúng ta chuẩn bị bộ xoay bộ là chúng ta giật phát lực, tăng lực luôn. Xin chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 của video. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đỡ giao bóng và cái cách tấn công cái quả giao bóng đục từ đối phương của các ngôi sao thế giới. Và các bạn là đừng quên là cho tôi một like và subscribe để ủng hộ kênh của tôi nhé.